Để làm chiếc bọc chìa khóa này, chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau. Đầu tiên là len. Ở đây mình sử dụng 3 màu len là màu trắng, màu đen và màu tím. Một cây kim móc đầu 2.0. Một cây kéo. Một hạt cườm trắng. Hai chiếc mắt thú. Một cây kim khâu len. Và cuối cùng là một cây súng bắn keo. Và bây giờ các bạn cùng mình làm phần đầu tiên nhé. Đầu tiên mình sử dụng phần len màu trắng tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Móc vào đây cho mình 6 mũi móc đơn. Rút phần dây len này lại và móc vào chân mũi đầu tiên một mũi móc rời. Kết thúc hàng thứ nhất, mình sẽ móc lên hàng thứ hai. Ở hàng thứ hai, móc cho mình vào mỗi một chân móc là 2 mũi móc đơn chung một chân và làm như thế 6 lần. Móc vào chân mũi đánh dấu một mũi móc rời. Kết thúc hàng thứ hai, mình sẽ móc lên hàng thứ ba. Ở hàng thứ ba, móc cho mình một mũi móc đơn ở một chân móc và chân tiếp theo sẽ là 2 mũi móc đơn chung một chân và làm như thế 6 lần. Và móc vào chân mũi đánh dấu một mũi móc rời. Kết thúc hàng thứ ba, mình sẽ móc lên hàng thứ tư. Ở hàng thứ tư, móc cho mình 2 mũi móc đơn ở 2 chân móc, chân tiếp theo sẽ là 2 mũi móc đơn chung một chân và làm như thế 6 lần. Và móc vào chân mũi đánh dấu một mũi móc rời. Kết thúc hàng thứ tư, mình sẽ móc lên hàng thứ năm.
hàng thứ 5 móc cho mình 3 mũi móc đơn ở 3 chân móc. Chân tiếp theo sẽ là 2 mũi móc đơn chung một chân và làm như thế 6 lần. Và móc vào chận mũi đánh dấu một mũi móc rời. Kết thúc hàng thứ 5, mình sẽ móc lên hàng thứ 6. Ở hàng thứ 6 móc cho mình 4 mũi móc đơn ở 4 chân móc. Chân tiếp theo sẽ là 2 mũi móc đơn chung một chân và làm như thế 6 lần. Và móc vào chân mũi đánh dấu một mũi móc rời. Kết thúc hàng thứ 6. Và ở đây các bạn móc thêm cho mình một phần như thế này nữa nhé. Và sau đó mình sẽ móc lên phần tai. Để móc lên phần tai, đầu tiên các bạn móc lên cho mình một mũi móc bính. Tiếp đến móc cho mình một mũi nửa kép. Và tiếp đến móc cho mình vào chân mũi bên cạnh 2 mũi kép đơn chung một chân, 2 mũi kép đôi chung một chân. Tiếp đến móc cho mình một mũi nửa kép vào chân mũi bên cạnh. Và móc vào chân mũi đó cho mình một mũi móc rời. Tiếp đến móc cho mình một mũi móc rời, 2 mũi móc rời, 3 mũi móc rời, 4 mũi móc rời, 5, 6, 7 mũi móc rời. Tiếp đến móc vào chân mũi đó cho mình một mũi nửa kép. Móc vào chân mũi bên cạnh cho mình 2 mũi kép đôi chung một chân. Tiếp đến móc vào chân mũi bên cạnh một mũi nửa kép. Và móc vào chân mũi đó một mũi móc rời.
và cắt lên. Và bây giờ mình sẽ móc sang phần nơ. Phần nơ mình sử dụng phần nem màu tím, tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Móc lên cho mình 5 mũi móc bính. Móc vào đây cho mình 5 mũi kép đơn. Tiếp tục móc lên 5 bính. Móc vào vòng tròn cho mình một mũi móc rời. Tiếp tục móc lên 5 bính. Móc vào vòng tròn này cho mình 5 mũi kép đơn. Móc lên 5 bình và móc vào vòng tròn cho mình một móc giờ, cắt lên. Và tiếp đến mình sẽ móc vào dây cầm. Các bạn để dư cho mình một đoạn. Rồi tạo cho mình một nút thắt. Và móc lên cho mình 30 mũi móc bình. Và tiếp đến mình sẽ nối vào phần hạt cườm. Bây giờ mình sẽ tiến hành ghép các phần lại với nhau. Bây giờ, trước tiên mình sẽ gắn phần nơ trước.
Tiếp đến mình sẽ gắn hai mặt lại với nhau. Chúng ta sẽ để chờ một khoảng trống để có thể buộc chìa khóa lại. Vậy là mình đã hoàn thành xong một chiếc bọc chìa khóa hình chú mèo Hello Kitty gắn nơ tím xinh xắn đáng yêu như thế này rồi. Và phần dây này mình sẽ buộc vào phần chìa khóa. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp các bạn ở những video clip tiếp theo nhé.